Em xin kính chào tất cả mọi người nhá. Buổi sáng nay em có một cái đơn phun khá là to. Đơn này tổng số lượng là 217 mét. Tôn này là tôn Sanco, dài 0.4, màu lông chuột. Màu lông chuột của Sanco nó có hơi có một cái sự khác biệt so với dòng lông chuột của Vina hay là một số dòng khác. Cái màu của nó hơi dịu màu hơn, nó không sáng bóng, nó không bóng bẩy như cái dòng Vina. Đây là tôn bóng ấy, mọi người nhé, không phải tôn hoa cương đâu ạ. Mà cái màu nó cũng gần dịu màu như tôn hoa cương ấy, nó không bóng lắm. Đấy là tôn Sanco, độ dài 0.4, màu lông chuột. Tôn này bảo hành 10 năm chống ăn mòn thủng và 5 năm chống phai màu. 10 năm chống ăn mòn thủng và 5 năm chống phai màu. Đấy là những thông số của tôn Sanco. Đây là tôn 11 sóng, một đơn màu đỏ, một đơn màu xanh rêu nhé mọi người nhé. Bên em có rất là đa dạng về độ dày, về màu sắc cho mọi người lựa chọn nhé. Các loại tôn này, tôn 11 sóng này, tôn sóng ngói ruby này, hoặc là máy cán thuật xốp. Máy cán xốp thì trưa mới buổi chiều, mới đầu giờ chiều mới hoạt động. Tất cả các loại tôn bên em đều cho ra độ rộng khả dụng 1 mét tròn nhé mọi người nhé. Kể cả là tôn ruby này hay là tôn 11 sóng đều có độ rộng khả dụng 1 mét. Tức là chúng ta lợp thì cứ 1 mét một tờ, 2 mét 2 tờ. Rất là dễ tính toán. Toàn bộ cái sản phẩm bên em là đều sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ cái sản phẩm bên em là đều sản xuất độ dài theo yêu cầu của khách hàng nhé. Như một đơn chúng ta có thể sản xuất nhiều tấm với độ dài khác nhau, hoàn toàn được ạ. Thì nó lập trình trong máy, không có gì khó khăn hết. Sản xuất và cắt hoàn toàn là tự động hết, bằng máy cực kỳ chính xác, để tiết kiệm chúng ta tối đa cái thời gian thi công. Kể cả dòng tôn sóng ngói này hay là dòng tôn 11 sóng này cũng vậy. Đây, dòng tôn ngói bên em là một cái dòng tôn rất là đặc biệt. Dòng tôn này có 6,5 sóng, không giống như các cái dòng tôn 6 hoặc là 7 sóng thông thường ở trên thị trường. Nó hơi đặc biệt hơn một chút. Có 6 sóng chắn này, với nửa sóng ở phía bên phải được gấp mép thành cái gờ cứng. Cái gờ này trông thế thôi, tuy nhỏ nhỏ này nhưng mà tác dụng của nó lại rất là lớn. Nó có 3 tác dụng. Nhất là đầu tiên là chúng ta có thể cầm cái gờ này để kéo lên mái này thi công, cực kỳ an toàn khi mà nó rất là dày và mềm mại, không có còn sắc tay nữa, không còn sắc nẹn nữa, rất là an toàn để chúng ta thi công. Thứ hai là nó tăng cái độ cứng của cái mối tiếp giáp này giữa các tấm tôn, tạo thành một cái gân cứng. Trên đó thì có một cái rãnh chống tràn 2 tầng, mọi người có thể thấy nhìn những cái đường hằn nhỏ nhỏ ở giữa này. Đây là một cái rãnh chống tràn để tạo thành hai cái tầng chống nước mưa tạt qua. Bởi vì nếu mà cây này nó không có cái rãnh này, không có cái rãnh này thì nước mưa nó rất dễ nó chặt một cái qua đây. Nhưng nó chạy đến đây rồi thì nó gặp cái rãnh này thì nó sẽ bị ngăn lại, vì nó có một đường vuông góc ở đây. Nó sẽ bị ngăn lại và nó sẽ dội ngược lại, nó không thể vượt qua được. Và cái công dụng thứ ba của cái mép gấp này, đó là giúp chúng ta có thể lợp từ trái qua phải hoặc là từ phải qua trái, rất dễ dàng. Thông thường đối với cái dòng tôn chắn sóng chúng ta thường lợp từ trái qua phải, để chúng ta chồng lên nhau. Nhưng đối với cái dòng tôn này chúng ta hoàn toàn có thể lợp từ phải qua trái bằng cách là chúng ta luồn nửa sóng thì rất là dễ, chứ luồn một sóng là rất là khó luôn. Và đặc biệt là cái dòng tôn này bên em có độ rộng khả dụng 1 mét. Chính vì cái thiết kế như vậy nên nó cho cái độ rộng khả dụng là lớn nhất trong cái dòng tôn sóng ruby có mặt trên thị trường nhé.
đem lại cái hiệu quả kinh tế tiết kiệm nhất cho mọi người. Chúng ta có tưởng tượng một đơn mà nó nhiều như này, ví dụ hơn 200 mét được chia cho 3 cái mái chẳng hạn. Một căn nhà có 3 mái, 3 hoặc 4 mái, 200 mét là phải rơi vào khoảng 4 mái. Đấy, và mỗi mái chúng ta bị thiếu mất một chút thì chúng ta lại phải mua thêm một tờ chẳng hạn, thì nó tốn lên rất là nhiều nhé. Nên là mặc dù là chỉ hơn nhau có vài phân thôi, nhưng mà trong một số trường hợp nó sẽ gây tốn kém cho chúng ta, lãng phí chúng ta rất là nhiều. Không phải là cái dòng tôn này thì tiết kiệm nhất cho quý vị, mà cứ dòng tôn nào có độ rộng khả dụng lớn nhất thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm nhất. Và hiện tại thì cái dòng tôn này bên em đang là dòng tôn có độ rộng khả dụng lớn nhất. Đấy. Một đơn này bên em là có cắt rất là nhiều kích thước khác nhau này. Cái ngoại hình của tôn rất là đẹp, với lại cái mũi sóng cao 3,5 cm, và một cái khoảng cách giữa một cái bước sóng này là 30 phân, tương đương với một số những cái dòng mái màu rất là đẹp. Khi lợp lên mái chúng ta thấy nó rất giống với ngói, trừ khi mà chúng ta nhìn thấy hai mái lợp hai chất liệu khác nhau đặt cạnh nhau thì mới có sự phân biệt, còn lại thì rất khó để chúng ta phân biệt được ra đâu là tôn, đâu là ngói khi mà chúng ta sử dụng cái dòng tôn ngói Ruby bên em. Khách có nhu cầu mua hàng các mặt hàng về tôn sóng ngói này, hay tôn 6, 11 sóng này, tôn xốp hoặc là ống hộp mạ kém để làm công trình lợp mái hoặc là chế tạo cơ khí thì liên hệ với công Vina nhé. Liên hệ qua hotline 0942 791033, anh em sẽ báo giá và tư vấn cho mọi người. Em xin chào mọi người nhé.